Bé biết không, một năm chỉ có ba mùa, mùa hạ, mùa thu, mùa đông mà không có mùa xuân đâu nhé. Người ta thường bảo mùa xuân chỉ đến khi xuất hiện chiếc cầu vồng nhiều màu sắc và có trăm hoa đua nở, khoe sắc mà thôi. Mời các bé đến với câu chuyện Sự tích mùa xuân để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của mùa đầu tiên trong năm nhé. Câu chuyện Sự tích mùa xuân. Ngày xưa trên trái đất chỉ có ba mùa, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Người ta bảo rằng mùa xuân chỉ đến khi có một chiếc cầu vồng nhiều màu sắc và có muôn hoa đón chào. Cầu vồng thì chỉ có trong mùa hạ, khi ông mặt trời xuất hiện sau cơn mưa rào. Còn hoa thì nở quanh năm, lại có khắp nơi trên trái đất, nên không thể hẹn nhau cùng nở một lúc được. Vì thế, sau mùa đông giá buốt là đến mùa hạ nóng bức, thời tiết thay đổi đột ngột, khiến cho muôn loài hết sức khổ sở. Ai cũng mong được gặp mùa xuân ấm áp. Có một chú thỏ sống trong khu rừng xanh với mẹ. Mỗi lúc chuyển mùa, mẹ của thỏ lại bị ốm nặng. Thương mẹ quá, thỏ liền bàn với bác khỉ già thông thái. Chúng ta hãy cùng nhau làm một chiếc cầu vồng thật đẹp để đón mùa xuân. Nhưng bằng cách nào? Bác khỉ già hỏi lại. Cháu sẽ rủ muông thú trong rừng, góp những chiếc lông đẹp nhất để làm chiếc cầu vồng nhiều màu sắc. Tin lan truyền đi khắp nơi, muông thú trong rừng đều muốn gặp mùa xuân dịu hiền, nên vui vẻ góp những sắc màu đẹp nhất. Nào là màu xám của gấu, màu vàng tơ của hươu sao, màu nâu của sóc, rồi chim công, vẹt, vành khuyên cũng góp những chiếc lông nhiều màu sắc của mình. Bầy cá cũng cử cá chép mang đến một túi vây cá lấp lánh sắc màu. Chim sâu khéo tay bắt đầu kết nối những mảng màu để làm chiếc cầu vồng. Trong khi đó, thỏ tạm biệt các bạn muông thú để lên đường tìm các loài hoa. Thỏ đi, đi mãi, vượt thác lên ngàn, băng qua hết khu rừng này đến khu rừng khác để gặp từng loài hoa. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của thỏ dành cho mẹ, các loài hoa đều đồng ý sẽ tích tụ dưỡng chất để chờ chị gió báo tin là đồng loạt nở. Một buổi sáng cuối mùa đông, chim sâu đã dệt xong những mảng màu cuối cùng. Chiếc cầu vồng xuất hiện làm muôn loài trên mặt đất xôn xao. Chị gió nhanh chóng báo tin cho các loài hoa. Như đã hẹn, những nụ hoa lần lượt trồi lên, nở muôn màu rực rỡ. Cả mặt đất lộng lẫy sắc màu, nàng mùa xuân xinh đẹp đã đến với trái đất. Từ đó, trên trái đất có đủ bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Nếu các bé để ý, sẽ thấy các loài hoa đều khoe màu rực rỡ khi những làn gió xuân nhẹ nhẹ thổi tới. Còn riêng chú thỏ đáng yêu đã được nàng mùa xuân tặng cho một chiếc áo trắng tinh mềm mại vì tấm lòng hiếu thảo và đã biết đoàn kết các bạn muông thú và các loài hoa để cùng nhau đón mùa xuân về. Các bé thân mến, câu chuyện Sự tích mùa xuân đã giải thích cho chúng ta biết nguồn gốc của mùa xuân, mùa đầu tiên ấm áp nhất năm. Mùa xuân về trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, vạn vật sinh sôi nảy nở. Qua câu chuyện, chúng ta còn thấy được lòng hiếu thảo của bạn thỏ đối với người mẹ của mình. Bạn ấy vì muốn mẹ khỏi ốm nên đã ao ước có mùa xuân. Đồng thời, chuyện còn ca ngợi tinh thần đoàn kết của các bạn khi cùng nhau dệt cầu vồng, cùng nhau nở hoa để mang mùa xuân đến cho tất cả mọi người. Các bạn thân mến, câu chuyện Sự tích mùa xuân đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt!